Xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại một số các bản tin ngắn của tờ USKT News. Trở lại bài viết của tác giả trong cái ban biên tập của tờ báo Đài Kỷ Nguyên. South Dakota, thống đốc chưa đắc cử đó là Newsom sẽ tuyên bố cắt giảm thuế nhằm bảo vệ các lệnh cấm phá thai. Đây là tiểu bang của đảng Cộng Hòa. Thống đốc South Dakota Kristi Noem đã lên sân khấu vào cuối ngày thứ ba, ngày 8 tháng 11. Sau màn tái đắc cử ngập tràn niềm vui trong tiểu bang đỏ đậm của bà. Nói khi đứng phía sau cái bục diễn giả. Có dòng chữ hiện tham vọng của thống đốc này trong tiếp tục thu hút cái chú ý trên toàn quốc. Và thống đốc của Hoa Kỳ được mang tên America Governor. Vị thống đốc này đang trở nên nổi bật trên toàn quốc sau nhiệm kỳ thứ nhất với tư cách là nữ thống đốc bang đầu tiên của tiểu bang, và chiến thắng cách biệt 27 điểm phần trăm của bà là một khoảng cách vô cùng lớn. Sự chứng minh nổi tiếng, sự diện giải quyết của cô tập 19 nhưng mở cửa cái nền kinh tế. Bà Newsom được coi là một ứng cử viên tiềm năng cho những chức vụ lớn hơn, có thể là tổng thống trong tương lai. Phát ngôn viên của bà tuyên bố, bà sẽ bắt đầu cái nhiệm kỳ thứ hai của mình bằng cách ban một đợt giảm thuế lớn trong lịch sử, chống lại cái nỗ lực làm nhiều cái lệnh cấm phá thai của tiểu bang và giải quyết tình trạng thiếu chăm sóc dịch vụ trẻ em và giá nhà cả ở phải chăng. Nhưng bà sẽ làm việc với một cơ quan lập pháp mà được đóng giữ bởi đảng Cộng Hòa, nhưng đôi khi cũng vâng ra cơn đau đầu về chính trị cho vị tổng này khi mà những chính sách nó vẫn đương nhiên check and balance những quyền lực. Vị thống đốc của tiểu bang South Dakota. Và đó là câu chuyện ngắn của The USKT News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.